Dạ chào cả nhà, dạ chào cô chú anh chị và các bạn trong cộng đồng mạng trong ngoài nước. Con chúc cả nhà có buổi tối vui vẻ và nhiều sức khỏe và bình an. Thì hôm nay không có anh Tư con đi heo cả nhà, tại anh Tư con do là gần Tết đó, dọn dẹp nhà cửa với lại sửa máy này kia, ảnh mệt, ảnh không có đi chung với con được. Thì nếu mà con không đi thì không có clip quay cho cả nhà xem. Thì bây giờ con sẽ đến cái con đường ma mà đợt trước hai anh em con đã từng quay cho cả nhà xem, cả nhà còn nhớ không cả nhà? Thì bây giờ con mời cả nhà cùng với con sẽ trải nghiệm một đêm ở nơi đó nha. Đi thôi cả nhà ơi. Con đã đến nơi rồi nè cả nhà. Nơi này thì con thấy cũng còn y nguyên à, không có gì thay đổi chứ. Và cây cọng bên đây nữa. Rồi, con mời cả nhà cùng với con sẽ làm cái nghi thức ở nơi đây nha. Rồi, đi thôi cả nhà ơi. Con có đến đây là con có một chút hồng ngọc. Hôm nay con có một số đồng hành giấy tiền và bánh trái hương nhân này, con mời hỗ điện cho cái tay nơi đây giá phát triển cái nhá. Dạ các vị hương linh phúc mà ở nơi đây, nếu mà có linh thiêng hãy cho con thấy một bạn hiện tượng gì đó. Và con đến đây chỉ vì tìm hiểu về tâm linh thôi, chứ không có thấy các vị lên đây cả. Nếu mà con có gì sơ trái mạo phạm ông là các vị điện trình mà bỏ qua cho con nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ hôm nay con có một chú đồng hành giấy tiền và con mời các chị ăn chú đồng hành của con nha. Hãy subscribe.
Sau này em đi sau này dưới rồi. Sau này qua khấu ta. Thế nha, con cũng đã đặt cam ra ngoài để con xích ra khỏi xíu thế nha. Máy toàn điện phun này thôi cả nhà. Chẳng có làm điều gì tội lỗi, chúng con cầu xin Đức Phật A Di Đà niệm tình tha thứ tội để được đi tu để đầu thai kiếp người. Nam mô A Di Đà Phật, đại từ đại bi tha thứ tội cho người đã quá cố. Lúc còn sống trên dương trần có làm điều gì tội lỗi, chúng con cầu xin Đức Phật A Di Đà niệm tình tha thứ tội để được đi tu để đầu thai kiếp người. Nam mô A Di Đà Phật, đại từ đại bi tha thứ tội cho người đã quá cố. Lúc còn sống trên dương trần có làm điều gì tội lỗi, chúng con cầu xin Đức Phật A Di Đà niệm tình tha thứ tội để được đi tu để đầu thai kiếp người.
Cả nhà ơi, chắc là con sẽ thu dọn hành trang về thôi cả nhà. Đèn gì nó bị hư sao không biết nữa, con sạc đầy sao mà hết pin nữa cả nhà. Ủa sao mà cả nhà, bạn nghi thức có vấn đề cả nhà ơi. Thôi chắc con sẽ thu dọn nhanh rồi con về thôi cả nhà. Cả nhà ơi, con cũng đã trải nghiệm một đêm ở chỗ con đường ma này, thì những cái chỗ con làm nghi thức đó cả nhà, nó bề bộn quá trời luôn. Rồi con cố gắng con đốt lại cho hết con về thôi cả nhà ơi. Chắc là con chúc cả nhà ngủ ngon và gặp lại cả nhà trong những clip đó. Bye bye cả nhà.